Thì anh bảo là lập lỗi gì? Lỗi ô tô đi sai làn đường. Em không đưa cái lỗi đấy. Em quay cả xe của em là ô tô đi sai làn đường. Đây. À. Nhá. Em không có lỗi. Ok. Đây 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 thôi. Có giấy tờ luôn. Đợi một tí. Có luôn. Em thừa biết, không phải anh giải thích. Em phải hiểu đã. Em không cần giải thích. Em học, em được học. Em được biết nhá. Đây. Vấn đề gì em cứ trình bày đi. Anh nghe. Ông nhìn cái bằng tôi bao nhiêu năm đâu, tôi cần giải thích. Hả? Bao nhiêu năm anh nói với em là đâu là biển ô tô tải, đâu là biển ô tô. Cứ lập cái biên bản đi. Em cho. Lập đi. Cứ xuất trình ra. Lập đi, cứ lập đi xuất trình. Để em xuất trình ra. Đây. Đây. Nhá. Này. Bảo này này, cái việc em thắc mắc là bên giao thông văn minh người ta đã làm một lần rồi, rồi. Bên bọn anh đã trả lời bằng công văn đàng hoàng. Được, rồi. Được, cứ lập đi. Hiểu rằng như thế giải thích cho mà hiểu. Cứ lập đi. Cãi cùn là người lại đứng cái không cãi cùn. Em phải hiểu đã, em hiểu đâu là ô tô tải, đâu là ô tô con. Nó cấm ô tô tải bao giờ? Thế này là biển chỉ dẫn là biển gì, em quay biển đi. Quay lại biển đi. Nó có cấm ô tô tải không? Thế nó chỉ dẫn ô tô là không đi. Biển chỉ dẫn ô tô tải biết đi nữa. Ô tô con. Trừ khi nó cấm nhau mà không đi. Hồi xưa tôi nói rồi là hồi xưa trước đây nó có biển cấm ô tô tải đi vào làn này. Thôi đây, đăng ký đây. Giải thích cho để mà hiểu. Thôi em ơi. Thôi, làm bán đi. Người không hiểu người ta giải thích. Thôi anh ơi, em không hiểu anh. Em lái xe mười mấy năm nó không hiểu anh. Em ơi, anh nói thế em vẫn chưa hiểu à? Ủa? Anh đã bảo em rồi, cái biển em không đi sai. Chạy không đi sai. Ủa? Em không đi sai. Em bảo thế là em không đi sai. Thế anh bảo nhau là đi sai. Anh bảo em đi cái làn trong là em đi sai. Làn trong nào? Đúng, làn trong này. Đây á. Đây có biển cấm ô tô tải không? Nó không có biển cấm ô tô tải nhưng mà nó làn biển chỉ dẫn xe con và xe máy. Em không thấy có biển cấm thì em cứ đi. Thế thôi. Không biết anh cứ lập biên bản thôi em đấy. Ba là nhá, anh bảo em nhá. Biết là, thôi được rồi, hôm nay anh sẽ nhắc nhở em. Nhưng mà không phải nhắc nhở. Vấn đề là bây giờ là mình sẽ trao đổi với nhau trên cơ sở là. Anh ơi, bên này. Em nói này. Hiểu. Em 34 tuổi rồi. Anh còn hơn anh hơn em 23 tuổi. Anh nhá. Mấy em đi khắp cái thành phố Hà Nội rồi. Đó là cũng qua trạm rồi. Em cứ đi đúng rồi em đi. Anh hơn em 4 tuổi. Nhá. Vâng. Thế bây giờ anh bảo rồi là bây giờ hai bên đứng lại nói chuyện để quan điểm làm sao. Em đúng hay anh đúng? Bây giờ. Đúng không? Em không nhận là em sai việc các anh cứ sống làm được rồi, anh cứ là biên bản em ký là em công nhận em không có cái lỗi của em thiếu không, em cứu lại đi thôi. Nào, các bác có giải quyết đây này, để em đi. Thôi được, anh sẽ cho em đi. Giải quyết không phải em sẽ cho em đi. Rồi, anh cho em đi. Mà bây giờ giải quyết hay nhau? Hả? Giải quyết như nào là giải quyết là bây giờ lẫn bằng hay nhau? Bây giờ thôi này, em là thôi biển chỉnh em có để em. Ơ không, không phải chậm. Anh giải thích. Mình là người dân nước Việt Nam không chậm được tính. Anh giải thích lại em này. Cái biển người ta cắm ở hai bên đầu cầu nhá. Biển lại nhá. Quy định này. Trong làn trong cùng là chỉ là làn hỗn hợp. Biển lại nhá. Xe con mà xe vẫn cứ đi. Mai vẫn cứ đi. Chưa? Em mai vẫn cứ đi. Nó không cấm. Anh lại cho em một lần rồi nhá. Nó không cấm. Đã phân làn rồi ấy. Đó là làn riêng rồi nhá. Anh ơi, cái lúc chuẩn Duy Hưng bắt đâm cái vật kẻ đường ra chụp trái kìa. Nó xuống khất nó bán đấy. Trần Duy, cái vạch kẻ đường của em nó thay ra. Em không anh đi sai này. Cái việc em đi cái vạch kẻ đường nó lại khác là lỗi khác. Em biển này không có tương gì. Biển này chả có được cấm xe tải cả. Anh em vẫn chưa hiểu à? Không phải là biển cấm mà là anh biển phân làn. Đi là đường cấm. Thì các anh dừng em xuống được có lỗi. Đó là biển phân làn. Hả? Em hiểu không? Em ơi, em biển đấy kia em đi vào cái làn đấy là sai. Sao sai? Là không chấp hành phải không chấp hành biển cấm. Em hiểu không? Đây là phân làn. Không, em không chứ không phải là biển đường cấm. Em hiểu không? Có nhất là một tờ lấm bán hai giải tờ em đi vậy. Bây giờ này nhá, anh và em trao đổi quan điểm với nhau. Vâng. Rồi, anh sẽ trả giấy tờ em, anh nhắc nhở em về ngày hôm nay. Nhưng mà anh và em sẽ trao đổi với nhau về vấn đề này nhá. Đứng đây nói chuyện với nhau. Anh bảo em sai. Em nêu quan điểm của em. Đấy. Đây là anh đang tuyên truyền cho em ấy. Anh đang tuyên truyền cho em. Ok, anh nói. Bây giờ này, cái biển kia, đó là biển hướng dẫn đúng không? Đúng không? Phân làn đúng không? Cái làn xe con và làn xe máy đúng không?
thì em làn xe tải em đi hai cái làn ngoài nó hai biển 60 nó phân làn đi. Nó chỉ dẫn cái gì? Biển 60 là biển ô tô đấy. Ô tô biển 50 biển chỉ dẫn biển tốc độ. Tốc độ em. Đâu? 50 ở bên làn ô tô trong rồi. Tốc độ em. Cái làn bên trong kìa nó có biển làn 60 này nó là giới hạn tốc độ. Giới hạn tốc độ. Em biết rồi, cái hai biển 60 là cũng là phân làn ô tô được ngoài đúng không? Ừ. Cái biển trong cùng kia là cũng là phân làn ô tô được đi đúng không? Ô tô con. Ô tô con. Thì em biết là cái không cốc tải làm đi. Em có vẻ cái nha. Em anh nghe và anh đã giải thích như thế rồi. Tôi tối nay bây giờ là một là cái bức bản mà hai là giải tờ em về. Thì bây giờ hàng em đang cần. Em thì có thể em quay về. Đầu bọn anh giải thích cho và anh đã giải thích cho em thế rồi mà em vẫn không hiểu à? Anh cần cái là cần để em hiểu vấn đề. Em tự nhận thức em hiểu hay không? Ừ, vâng. Em có hiểu anh đã đi thi được nhà nước cấp bằng như vậy hiểu rồi. Em có hiểu vấn đề không? Em hiểu rồi em cứ đi làm đấy. Thế là như thế nào? Lần sau cứ đi làm nhé. Em không hiểu gì nữa. Nó không thế cấm. Là em chưa hiểu gì nữa. Tất cả mất thời gian lắm. Nó không cấm em cứ đi. Thôi rồi. Hôm nay sẽ nhắc nhở em lần. Lần sau đi ra ngoài. Anh ơi. Cứ làm thoáng là đi. Nó đây thế thôi.